lối em đi về, trời không có mây. Đường đi suốt mùa lắm liếm thật đầy, gọi lá cho cơn mê chiều, chiều hoa trắng bay cho tay em dài ngày thêm lãng mai. Bước chân em về nào anh có hay, hỏi em cho lắm chết trên sông dài. Tôi xin ơn đời trong cơn mê này, gọi mùa thu tư tôi đưa em về, chân em bước nhẹ trời buồn gió cao. Đời chỉ có nhau dài cho mãi sau, lắm không có đi sâu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc màu, gọi mãi tên nhau, gọi là loài hoa lắng rơi, lắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa leo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này. À, các bạn đang đến một cái sân khấu khá lớn Bắc Linh, à, có thể một vị chủ nhân nói cả ngày không hết chuyện loạn và dài. Lần nữa phải nói là một sự đam mê của anh quá mãnh liệt mà em cao thán phục bác nhé. Ngày hôm nay thì bác cũng đã phải chấp nhận lên tới bàn mixer và cốt số, đừng quên anh hát cho em cao 12. Gọi là trong cơn mê chiều, chiều hoa trắng bay cho tay em dài gầy thêm lãng mai. Bước chân em về nào anh có hay, gọi em cho lắm chết trên sông dài. Tôi xin ơn đời trong cơn mê này, gọi mùa thu tư tôi đưa em về, chân em bước nhẹ trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau, lắm không gọi sâu. Áo xưa dù nhau cũng không bạc màu, gọi mãi tên gọi là cho tóc em cài loài hoa lắng rơi, lắng đưa em về biển cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa léo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cam GML Hoàng Mai. Ngày hôm nay em trở lại Bắc Linh để phục vụ thêm một bác đam mê âm thanh chuyên siêu tầm. Thì ngày hôm nay cũng đã rất là nhức nhối rồi, và bác cũng phải tâm phục khẩu phục vì những bàn mixer để dành cho những chất âm cực kỳ tinh sạch. Và rất nhiều lần em cũng đã chia sẻ với bác, nhưng ngày hôm nay bác mới tận mắt chứng kiến và nghe. Thì phải nói rằng bác cũng đã phải gật gù rồi. Thì ngày hôm nay em Cao sẽ trở lại để xét cho bác một cấu hình lại, đó là cung cấp thêm cho bác DBX 4800. Và các bác nhìn đây, mixen của bác của em Cao vẫn còn nguyên đây.
Và đây các bác nhớ rằng các bác phải hiểu rằng đây là anh siêu tầm các bác nhá. Siêu tầm. Đây là siêu tầm cho nên là chúng ta cũng gọi là ai cũng có một cái trò chơi. Có thì bác thì mua một lọ lục bình, có bác thì chơi loa. Thì đây là một dòng sản phẩm siêu tầm. Và em khuyến cáo với tất cả các bác rằng các bác không lên dán như anh đã từng dán đây. Vì dán thế này nó bị xịt âm, tốn âm thanh và xịt âm. Xịt âm nó không lẩy lên thì chúng ta can thiệp rất khó và không làm thế nào được đâu. Ngoài ra nó chỉ tiêu tán vừa phải. Cho nên là chúng ta trước khi chúng ta làm thì chúng ta có thể tham khảo một chút với những anh em âm thanh. Thì chúng ta đỡ phải mất công, mất tiền các bác nhá. Đó là những cái gì em Cao ngày hôm nay các bác đã tin tưởng ủng hộ em Cao chia sẻ một chút về âm thanh và hát một nửa ca khúc Người tầm này cũng dã rời cũng tương đối mệt. Ngày mai có thể em lại có mặt tại Vĩnh Phúc. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn đồng hành tin tưởng với em Cao. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Khi chúng ta dùng bàn mixer thì các bác hãy nhìn, chúng ta có thể để đằng sau và chúng ta chỉnh nó rất là dễ dàng và trông khá là chuyên nghiệp. Đẩy lên đẩy xuống nhạc YouTube nó khá là lúc to lúc nhỏ, trầm bổng nên chúng ta hãy tốn kém một chút nhưng mà được rất là nhiều các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip cái như cần nhất của em Cao. Đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like.